Dạ, mình chào quý cô chú thân thương ha. Thì hôm nay mình có chia sẻ giao lưu với quý cô chú vườn của Sông Phụng có một lô hoa giấy phôi muốn giao lưu tới quý cô chú nha. Và lô này đang khui thùng để cho mẫu cho quý cô chú mình xem. Và hôm nay mình sẽ báo giá và mình đo thông số cho quý cô chú mình nắm. Thì quý cô chú mình nếu như có điều kiện, anh chị em mà có điều kiện á, đến vườn xem hoặc là ở xa thì hỗ trợ bứng giao luôn nha quý cô chú, nhổ giao luôn. Lô hoa giấy này nói chung rất là lực nha, đế nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Lô này thì hết là 280 gốc. Còn những cái gốc mà gớt lại tầm khoảng như vậy nè, là 30 gốc. 250 gốc là đạt cái chỉ tiêu, là giống như là nó như vậy nè quý cô chú. Đó, nguyên một cái củ ha. Này là nó còn nằm ở dưới đất sâu lắm nè. Đây đây, đế nó chẹt ra đây nè. Trời ơi, nó xuống tới dưới này luôn nè. Đó, dài vậy nè. Và mình sẽ đo chi tiết khui một số cho quý cô chú mình thấy thôi. Đây, đế rất là đẹp ha. Rồi, cái này nhờ Phụng đo giùm anh đại diện đi. Những cái góc như thế này mình khui sẵn nè. Hoành 24. Rồi, em đo hào hào cái nồi này giùm anh này. Bốn mươi hai. Cây đế rất đẹp nha. Còn cái này còn ở dưới nha quý chú. Cái này thì quý chú mình lấy thì tùy theo sạc tới đâu thì cắt tới đó thôi nha, tùy theo cầu. Ở đây với mình em lại em đo cái gốc này đại diện cái nữa. Hoành dao động này gần 26 rồi, 25. Đo cái nồi ra không? 45. Quá xa cái đế này. Mà tay cành thì nó đóng rất là đều nha quý chú. Này về ghép 5 màu hoặc là ghép giống mới thì rất là thích hợp nha. Đây, tay cành nó chia đều hết trơn nè. Phôi rất là lực nha. Này còn khui sâu lắm nha, dễ năng xuống dưới sâu lắm. Cái này sổ đế tầm khoảng 30 nha quý chú, chưa có khui xuống mặt ra đất nữa nha. Từ trên cổ eo này xuống dưới này tầm khoảng 30. Đây, mình sẽ đi chi tiết một số cái phôi nữa. Tại vì giấy Mỹ rất là gai nên phải chen vô. Đây, cái này còn sâu ở dưới này còn thùng nữa nè. Cố gắng quay chi tiết cho quý cô chú mình thấy để tham khảo nha. Đây, hoành này chắc có thể là mình bao từ cái này có cây rất là to nha, nhưng mà cái tỷ lệ thì chắc tầm khoảng 20 trở lên, hơn 20 quý chú ơi. Bây giờ mình đo hai cây ngẫu nhiên mà nó 24. Đế này còn sâu lắm. Cái này về mình cắt một cốt được nè. Bỏ cái tay cành nhỏ này lên một cốt ở trên này ha. Lô này nâng. Và có những cây dáng quái. Phụng vô đo thì mấy cây lớn, một hai cây dáng bài có, dáng trực có. Đây, như có cái phôi này. Em đo cái quô hoành, cái phôi lớn lực thử coi. Thì mình chi tiết vậy thì quý cô chú mình cần thì cứ thưa liên hệ thêm ha. Tổng cái nồi là 45, em đo cổ eo ở trên giùm anh không? 24. Dao động tầm khoảng vậy quý chú. Cái này còn khui xuống sâu nha. Và mà mình báo cái giá cái lô này thì từ 250 cây là cái giá là 300.000. Còn cái kiểu quý của chú mình có điều kiện thì đến vườn xem thêm ha. Còn cái lô tổng cái lô 280 cây thì gớt lại tầm khoảng 30 cây. Nếu như ôm xô hết thì liên hệ thêm nha. Quý cô chú nào ở xa không có điều kiện thì bứng ra giao ra tới xe cho quý cô chú. Có gì thì thương lượng hỗ trợ thêm quý chú ơi. Giá này là giá trên like, mình báo như vậy thì sơ sơ ha. Quý chú mình cần thì cứ liên hệ thêm nếu như mà nhổ hết lô này. Tại vì lô này tổng quan cái lô này đế rất là đẹp. Đây, đế nó bốn mặt luôn. Đây, nằm cái củ rất là to luôn. Còn một số trong thùng chưa có khui ra hết quý chú, khui đại diện vậy thôi. Những cây đằng kia, xa xa đằng kia cái dáng rất là đẹp luôn, dáng bay. Bây giờ gai quá. Ồ, gai quá xá ha. Cái Mỹ gì vậy quý chú. Và phôi này rất là sạch nha. Đây đây, nguyên cái nồi này chưa xé thùng nữa nè. Đây, cái này là dáng trực nè.
nằm trên cái thùng này mà quý cô chú mình xé ra, nó nằm còn xuống dưới một tầng ở dưới đây nữa nè, rễ nó đụng dưới này nè, và những cái rễ dưới này rất là lực nha. Nè, củ đế rất là quái ha, xé chỉ đại diện vậy thôi. Nè, nó chổi cái hông này, quý cô chú mình thấy nó chổi cái hông này vậy là rất là lực rồi. Thì giá này mình báo vậy là quý chú mình có thể thương lượng thêm nha. Xé ra, chính tài pháp thái xé ra cho quý chú mình thấy một cây nữa nè. Để nó cuộn cục cục luôn. Đây, nó thắt nè. Nó còn ăn sâu xuống dưới đất tầm khoảng một tấc nữa quý cô chú. Cái này phải nhổ phải sắn lên nữa. Để rất là quái luôn ha. Giá này thì hợp lý rồi quý chú ơi. 300 ngàn một phôi rồi, giá sỉ rồi. Rất là lực luôn. Tại khui một số đế cho quý cô chú mình thay xem tham khảo. Có những cái phôi bên kia rất là quái luôn. Mấy cái phôi đầu hàng quá xá nó bự luôn. Ấn tượng là cái gốc này nè, cái phôi này nè. Phôi này đế nó thắt, mà sổ đế tầm khoảng 35. Này về quý chú mình làm dán bay ha. Vô ghép vô. Những cái tay cành này nó rất là lực. Mình bỏ những cái nhánh nhỏ này, mình đóng bo lên đây. Ây da, phôi này nữa nè, rất quái luôn. Ây da, mẹ nó, ba cái gai nó móc hoài. Còn sâu ở dưới quý chú, thấy chỉ khui một tí xuống cái chậu thôi. Rất là sạch nha. Còn một cọng đế dưới này rất là lực nữa nè. Cổ eo một tay không dép. Này, gốc nó phình nữa. Phình chà bá luôn. Ở dưới cái mặt của cái tấm nhựa này là nó còn ở dưới sâu lắm. Quý chú nào ở xa không có điều kiện đến thì cứ hỗ trợ nhà vườn sẽ nhổ đem ra có giao tới xe cho quý chú mình. Thì mình thương lượng thêm đi. Này. Còn nếu như mà có điều kiện thì quý cô chú mình cứ đến vườn xem ha. Rồi mình rút, mình cắt. Như cây này là mình làm một cốt được nè. Tay cành nó lực. Cái xu hướng mà bọn hoa giấy bây giờ cũng vậy quý chú ơi. Nó chơi cái tông một cốt lên rất là đẹp. Cây này về quý cô chú mình cứ ghép ha. Cây này nãy giờ mình quay nãy đầu clip nè. Gai nó cứ dướng tùm lum hết trơn. Rễ nó ăn nó đường xuống rồi quý cô chú mình thấy đất nè. Còn khui xa lắm. Đây đây. Cái đế cây này nó ngoằn mèo coi nè. Đây nó dài lên nó cuộn vậy nè. Cứng ha quý cô chú. Đây còn cái cọng bên đây nữa nè. Đây, như cây này là gớt lại nè. Và đế ở dưới cũng còn nữa nè. Đây nè. Đất này nó xốp, đế nó lực lắm. Gớt lại nhưng mà rất là duyên nha. Đây. Trên này nguyên một nồi nữa nè. Hồi ôi. Cây này quá xá luôn rồi. Nó thắt nè. Thường dây Mỹ cái đế rất là quái nha. Đặc luôn nè quý chú. Đặc khừ luôn. Rất là lực ha. Và rất là sạch luôn. Đế luôn này. Nó nằm ở dưới một nồi dưới nữa nè. Ta thấy mình khui chỉ có cái thùng ở trên thôi. Còn lại ở dưới một thùng nữa. Mấy cọng đế nè, cuộn tròn 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 á. Rồi thì lâu này quý chú mình có cái cần cái nguồn á thì cứ liên hệ và có điều kiện á thì đến vườn xem ha. Nếu như ở xa thì hỗ trợ qua số Zalo của Phụng thêm nha. Thì để biết chi tiết và mình rút ha. Sổ đế cây này tầm khoảng 40 quý chú. Tay rất là lực nè. Cái này mình về mình để ba chi. Muốn giót lên thì mình cắt cao lên. Cây nào cái nấy thì tay cành nó không bị nhỏ. Cây này thì giữ một cốt cũng được luôn. Đế rất là quái luôn nè. Rồi, cũng cảm ơn quý cô chú mình xem clip ha. Hẹn gặp lại quý chú mình clip tiếp theo trên kênh. Cây này nó ngã ra cái hầm rồi bắt đầu nó. Cái đế cây này nó còn sâu lắm, nó rất là cứng nè quý chú. Nên cái đế nó còn ăn ở dưới dữ lắm. Cái này sổ đế tầm khoảng 40-50 á, nếu như mình bứng xuống nha. Rồi, xin kết thúc nha quý cô chú.